tin trên lĩnh vực giao thông, khoảng 10 giờ 30 ngày hôm qua 12 tháng 8, tại thôn Ca Long A, xã Hiệp An, huyện Đức Trọng, hai chiếc xe tải lưu thông trên quốc lộ 20 từ thành phố Đà Lạt hướng về Đức Trọng đã vướng vào đường dây điện và hệ thống đường dây điện thoại cáp quang nằm dọc bên lề đường, làm ngã hai trụ điện và đứt hoàn toàn hệ thống cáp quang trong khu vực này. Người dân trong khu vực này cho biết do các phương tiện chạy vận tốc cao và thiếu quan sát, hệ thống dây điện cáp quang quá thấp, nên khi vướng vào đường dây điện, tài xế không kịp dừng xe, nên đã kéo hai trụ điện đổ nghiêng hẳn ra đường. Sau khi gây ra sự việc trên, các xe đã bỏ chạy, hiện chưa rõ tung tích. Toàn bộ hệ thống dây điện, điện thoại và cáp quang tại đây đều bị đứt. Các phương tiện truyền tin, thông tin bị tê liệt, gây khó khăn cho sinh hoạt và sản xuất. Sau khi xảy ra sự việc, Điện lực Đức Trọng đã cử nhân viên đến hiện trường xử lý. Tuy nhiên, đây là trụ hệ thống cáp quang của trạm viễn thông Đức Trọng, nên đã chuyển giao phần xử lý cho đơn vị trên. Đến cuối giờ chiều hôm qua vẫn chưa có ngành chức năng nào xử lý, đấu nối hệ thống cáp quang và hoàn thành việc thay thế hệ thống dây điện thoại cáp quang và trụ điện đã hư hỏng. Thiết nghĩ các đơn vị cần nhanh chóng vào cuộc xử lý sự cố, phù hợp với các cơ quan chức năng của huyện tiến hành điều tra và truy tìm tung tích chủ phương tiện gây ra tai nạn trên. Với địa hình đồi núi, nhiều khe suối, khu vực sản xuất lại cách xa khu dân cư. Trên địa bàn huyện Lạc Dương hiện có hàng chục cây cầu dân sinh do người dân tự lắp đặt để phục vụ việc vận chuyển hàng hóa cũng như sản xuất. Do tự chế tạo nên nhiều cây cầu được làm bằng vật liệu hết sức đơn giản. Tận dụng gốc cây, trụ điện để qua sử dụng nên hầu hết rất nguy hiểm.